Nhìn anh chủ quán ảnh anh bắt con cá thò lòi nè. Đó, đó. Quá chừng thò lòi hết không. Đâu, anh để cái cụm tay anh vô coi. Hả? Cũng gần rồi. Ừ, gần cụm tay. Quá trời. Có lẽ đây là bán 120. Nè nè nè, đây là cái sản phẩm mới bắt lên nè, để gọng vô cái này kia bằng cá dèo hả? Ừ, đổ vô cái dèo. Để du khách có lợi yêu cầu nướng muối ớt gì đó thì hoặc là chế biến thành chua bằng. Chua bằng, à. Chua bằng cũng ngon. Cá thò lòi kho sả. Chị chủ rất là đẹp gái. Hai ba con đồng cậu. Kênh Cụ Lô Dung xin thân ái chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một điểm du lịch rất là thú vị, du lịch sinh thái. Đó là điểm du lịch cầu tre xuyên rừng tại khu vực xã An Thạnh Nam, giáp với An Thạnh Ba của huyện Cụ Lô Dung. Hôm nay có dịp mấy người bạn ở thành phố xuống chơi cho nên mình dẫn xuống cho anh em tham quan cái rừng bần nguyên sinh, xem những chú khỉ. Thì chúng tôi cũng lội cây cầu xuyên rừng, cầu tre xuyên rừng ra tới cái nhà nghỉ của khu rừng này nè. Thấy cắt cũng rất là công phu ha. Cái này là kêu bằng lá xé. Còn cột thì xi măng giả gỗ. Còn đây là cánh rừng bần nguyên sinh lớn nhất ở Cụ Lô Dung. Còn đây là cây cầu tre. Hồi xưa ở miền quê gọi là cầu khỉ. Cầu tre được kết nối từ hai cây để cho khách dễ đi. Ở trên thì có tay vịn. Hiện nay thì chúng tôi đang ở gần giữa rừng bần. Khu vực này thuộc của An Thạnh Ba giáp với An Thạnh Nam nha các anh chị. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào trong đất liền. Ở đây là đất bãi bồi, rừng bần bãi bồi. Không khí thì ở đây rất là mát mẻ. Bây giờ chúng tôi bắt đầu từ căn nhà mát ở giữa rừng bần nguyên sinh tiến vào phía trong đất liền. Đây là căn nhà mát cho khách dừng chân nghỉ ngơi rất là mát mẻ ở trong giữa khu rừng. Còn đây là những cây bần nha. Đặc biệt cây này còn có tên khác rất là đẹp, nhưng mà ở quê gọi là cây bần. Biết rồi, nó thành một cái tên thông dụng quen với bà con. Chứ thật ra đây là một cái loài cây mà các bạn anh chị được nghe rất là nhiều. Đây là loài thủy liễu. Tới mùa hoa bần thì hoa bần rất là đẹp. Loài hoa thủy liễu. Các bạn tìm hiểu về loài hoa thủy liễu thì cô Thanh Kim Huệ á, có hát một bài ca giọng cổ là số phận một loài hoa của nhạc sĩ Trần Thi. Chú Trần Thi thì cũng là cán bộ lãnh đạo của huyện Trà Cú. Vì thấy vẻ đẹp của loài hoa thủy liễu, loài hoa bần, chịu rất là bền bỉ với cái thời tiết khắc nghiệt giữa sóng biển, nhưng nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Chú có sáng tác một bài hát số phận một loài hoa rất là hay. Bạn nào có quan tâm thì tìm hiểu thì hãy tìm bài hát để nghe. Cô Thanh Huệ hát rất là hay.
Cây cầu này rất là dài. Cây cầu này khoảng vài trăm mét đi xuyên trong rừng bệnh. Các anh chị đi trên chiếc cầu này nó rất là thích thú, vì ở trong đây thì không khí rất là mát mẻ, nhìn những cái cây bần rất là cổ thụ. Ở phía dưới thì tuy gần bùn đất, tuy nhiên thì có những loài hải sản đang sống ở dưới phía dưới này, trong đó đặc trưng là cá thòi lòi, cá thòi lòi và ốc len. Thì không biết các bạn ở xa thì có biết cái loài cá thòi lòi không? Cá thòi lòi thì thường thì nó có hai con mắt rất là to ở phía trước và những cái hang, như các anh chị các bạn thấy hang rất là to tướng, rồi nó chầm ở trong hang. Chúng ta muốn bắt nó cũng rất là khó. Thường thường thì người ta muốn bắt nó thì người ta sử dụng cái sợi dây. Khi mà nước lớn thì người ta sẽ đặt cái sợi dây. Khi mà nước vượt dòng thủy triều nó xuống thì cá nó chui lên, nó dính trong đó, nó ra không được thì chúng ta mới bắt nó được. Cái đào hang thì rất là khó, nó rất là sâu. Đây là mình đi cái hướng từ trong cái căn nhà mát giữa rừng bần đi ra ngoài đây, này tạm gọi là đất liền, nhưng mà bên đây là đất cồn, đất bãi thì nhiều, nhưng mà tạm gọi ra ngoài đất liền. Ra ngoài này thì chủ quán tuy rằng rất là đơn sơ nhưng có những cái món ăn hải sản rất là ngon, chẳng hạn như ốc len xào dừa, ốc len xào mỡ, cá thòi lòi nướng muối ớt, cá bông lau, rồi cá ngát nấu lẩu bần. Tôi thường hay nói chơi là thủy liễu đệ nhất lẩu, có nghĩa là trái bần sẽ chế biến ra rất là nhiều món ăn, đặc biệt là lòi canh, ở miền Tây gọi là canh chua. Thì tôi ví dụ như là cá thòi lòi nấu canh chua, nấu canh chua bần, cá bông lau nấu canh chua bần, cá ngát nấu canh chua bần, rồi cá bóng dừa nấu canh chua bần, cá lóc nấu canh chua bần, cá sặc nấu canh chua bần, kể cả cá rô phi nấu canh chua bần. Nói chung là những loài cá nấu canh chua bần đều rất là ngon. Cho nên tôi rất là mong muốn sau này nếu tôi có kinh doanh cái ẩm thực thì tôi chọn một cái tên là thủy liễu đệ nhất lẩu, có nghĩa là dùng trái bần là trái thủy liễu để chế biến ra rất là nhiều món canh rất là ngon. Hoặc là trái thủy liễu, trái bần thì chúng ta dùng làm để nước chấm cho rất là nhiều cái món ăn khác, chẳng hạn như khô, các loại khô, các loại thịt nướng, thịt luộc đều chấm lẩu bần được, chấm nước cốt bần. Ở Bộ Lô Dung thì có tiến sĩ Hòa có chiết xuất và sản phẩm ô cốp của tiến sĩ là nước cốt bần của tiến sĩ Hòa nha. Bạn nào có đến Bộ Lô Dung cũng nên mua một vài lon nước cốt bần của tiến sĩ Hòa để về chế biến các món ăn rất là thú vị, rất là ngon. Bạn nào xem được video clip này mà có ý tưởng kinh doanh ẩm thực, nếu có lấy tên thủy liễu đệ nhất lẩu thì các anh chị nhớ tới tôi nha. Không thôi tôi đăng ký bản quyền à. Đây, ở đây tạm gọi là đất liền nhưng mà nó là một cái đê bao biển. Nó bao trọn vẹn cái cồn này. Còn phía trước chúng ta là những cái căn nhà lá nhưng mà sử dụng để làm cái quán bán các món ăn á.
Đây cũng là một điểm du lịch. Điểm du lịch cầu tre xuyên rừng. Và ở đây thì khi mà thủy triều gần lên thì rất là nhiều khỉ ở trong rừng bần này nha. Khoảng hiện nay đàn khỉ khoảng vài trăm con. Thì nó lên khu vực này nè, khu vực chúng ta nè. Và nó thường thường nó lại mấy cái quán ăn của du khách. Rồi nó xin thức ăn trong đó. Tại vì du khách thường cho nó ăn thức ăn đó cho nên nó cũng quen. Thôi mình giới thiệu sơ nét về cái điểm du lịch cầu tre xuyên rừng tại rừng bần nguyên sinh rất là lớn. Bạn nào có đến Cù Lao Dung hãy đến điểm du lịch cầu tre xuyên rừng. Ở đây thì những video clip trước thì mình cũng có quay một số đàn khỉ nó vô nó xin thức ăn của du khách. Bạn nào có tìm hiểu thêm thì hãy xem những video clip trong kênh Cù Lao Dung nha. Còn nếu chút nữa đàn khỉ vô thì tôi có thể quay hình ảnh của một số chú khỉ cho các bạn xem rất là vui. Xin chúc các bạn các anh chị một ngày vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Cũng hy vọng các bạn các anh chị hãy ủng hộ, đăng ký kênh Cù Lao Dung. Xin chân thành cảm ơn các anh chị các bạn. Xin hẹn gặp lại ở các video clip sau nha.